Tiệm nail thì cái nào cũng như cái nấy à. Thôi bữa nay đi ra biển làm móng đi cho nó lạ. Tưởng đâu là đang đi du lịch ở bên Hawaii không á. Có sao biển với san hô nữa nè. Giữa một cái không gian vui tươi như vậy, tôi quyết định làm một cái bộ nail thiệt nhí nhảnh, hứa không có ô về nữa đâu mà dễ thương lắm. Cái này là mới cái màu nền thôi chứ chưa làm ăn gì đâu, giờ mới vô nè. Ngón cái sau khi sơn nền bốn màu rồi đó, tôi mới bắt đầu chấm họa tiết da beo lên cái chỗ mà sọc màu trắng á. Với mỗi một cái sọc màu như vậy á, mình sẽ phủ một cái lớp gel nổ riêng biệt lên, sẽ được thành quả rất là hiệu ứng như vậy luôn nè. Tôi rất là thích mấy cái bông cúc nhỏ nhỏ mà mấy bạn ở đây hiểu ý tôi nè, bởi vì chấm ra hai cái bông cực kỳ dễ thương luôn. Nhìn vẻ quậy quậy kiểu này chắc đâu ai biết cái này là cái ngôi sao may mắn đâu phải không trời. Quẹt cho nó thêm hai cái lỗ tai, hai con mắt với một nét dài giống như đang nhoẻn miệng cười á. Bà nào đang coi cái clip này là sắp gặp may mắn nha. Cái ngón này á thì mình chia nó ra làm hai phần, một bên vàng một bên tím, còn cái đường ranh giới chính giữa mình chơi nó màu xanh đi cho nổi. Ngón tiếp theo là một trong những mẫu mà tôi thích nhất á, là người ta trát kim tuyến lên cái đường viền xong rồi bắt đầu đi gel nổi lên cái kim tuyến đó nữa, cực kỳ có hiệu ứng lấp lánh luôn. Ngay cái khúc này tôi đảm bảo là không một bà nào đoán được nguyên một cái bệt tròn chà bá này nó sẽ trở thành một cái icon mặt cười lấp lánh dễ thương quá trời quá đất luôn á. Cái ngón màu vàng chanh này nhìn thôi đã thấy nó trội hơn mấy ngón kia rồi, cho nên người ta chỉ cần đi một cái lớp gel nổi rồi sau đó phủ thêm một cái lớp nền màu trắng nữa là xong rồi đó. Bữa đó tôi ghé là có hai bạn nhân viên làm cho tôi luôn, mỗi một bạn gánh một cái bàn tay nhưng mà vẫn thống nhất trở thành một cái thể là ngón nào cũng có sử dụng gel nổi hết. Nói sợ mấy bà không tin nó đẹp chứ để bây giờ tôi xức kem dưỡng da tay đi rồi cho mấy bà coi thành quả nè. Nói cho công nhận bộ nail dễ thương thì không có bị lòe loẹt luôn á, mặc dù nó nhiều màu. Sao tới bây giờ mới biết có cái tiệm nail dễ ở bên bãi biển khúc quận 5 á, bởi nó trời mà toàn là sơn cao cấp không à. Rồi 21 rồi đi ra biển làm nail hoài luôn đó. Đi làm nail mà còn được tự tay mình thủ công đổ khuôn cho cái cham để gắn lên móng á, trời cái vụ này chắc mới có một mình tôi khám phá á. Tôi thấy bây giờ á ai cũng úp cái móng cho nó dài ra cái form như vậy design nó mới đẹp, nhưng mà không phải tiệm nào cũng đủ tinh tế để úp cái móng cách chân một khoảng như kiểu như vậy nè. Khi mà dằn cái móng giả xuống á thì người ta cũng ép rất là kỹ để nó không còn bất kỳ một cái lỗ trống nào để sau này bị đọng nước luôn á. Nè cái khúc này là sau khi mài chân của cái móng giả nè, mấy bà thấy nó muốn tệp vô trong cái móng thiệt của tôi luôn không? Nhìn y chang như là móng của tôi mọc ra bình thường vậy đó. Tôi chọn cái tông nền là màu hồng da, rất là tôn cái bàn tay của mình luôn á. Xong mà mấy bạn này mới tráng gương thêm một lớp mỏng nữa, nhìn cho nó lấp lánh chiếu chiếu. Mới có sơ sơ ombre vậy thôi là thấy nó xinh rồi đúng không? Chưa đâu, bây giờ lật ngược cái móng lại, dán miếng ni lông vô để tạo nên cái kiểu giống như là đóng băng vậy đó. Đó đó, nó kiểu như vậy nè. Cái ngón cái này nè thì tôi vẽ gel nổi xong rồi gắn bi kim loại lên để cho nó thống nhất và liên kết giữa các ngón á, thì tụi tôi mới lấy một cái cọng dây bi hạt kim loại cắt ra thành từng khúc nhỏ nhỏ như vậy nè, rồi mới đính từng đoạn lên trên móng. Khúc này là mấy bà có tưởng tượng ra được như vậy thôi mà nó biến ra thành một cái sợi dây chuyền có mặt dây là hình thánh giá, nhìn rất cool đúng không? Mấy cái cham nãy giờ tôi gắn lên móng á là do cái bạn này đổ khuôn từng cái á, nhìn người ta làm cuốn lắm. Hầu như ai mà làm ở đây rồi á là mắt dính phải ghé đi ghé lại hoài à, tại vì mấy bà nhân viên ở đây làm rất là kỹ. Làm xong cái bộ nail nhìn cái bàn tay của mình nó ưu tú hẳn luôn á, nó không tin để cho mấy bà coi nè. Đây không có đủ nho để chị chuyển khoản nha, tại vì chị cũng không có đem theo thẻ.